Nội dung sách đánh thức con người phi thường trong bạn. Tổng quan, sách đánh thức con người phi thường trong bạn chia sẻ 3 nguyên tắc nền tảng tạo ra sự thay đổi bền vững, nâng tầm bản thân, thay đổi niềm tin hạn hẹp về bản thân và thay đổi chiến lược. Là một chuyên gia về NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, không có gì lạ khi cuốn sách của Anthony Robbins chia sẻ về những phương pháp thay đổi bản thân với NLP làm nền tảng. Sách đánh thức con người phi thường trong bạn chỉ ra những lý do khiến chúng ta cứ mãi hành động theo thói cũ. Tại sao chúng ta lại phát sinh những cảm xúc này? Bước tiếp theo, sách sẽ hướng dẫn chúng ta cách xác định từng loại cảm xúc, tận dụng cả cảm xúc tích cực và tiêu cực làm động lực để bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Cuối cùng là đánh thức người khổng lồ đang ngủ yên trong bạn. Sách gồm 4 phần, tương ứng với 26 chương. Phần 1, giải phóng sức mạnh bản thân. Phần 2, làm chủ hệ thống điều khiển. Phần 3, 7 ngày định hướng cho cuộc đời. Phần 4, bài học định mệnh. 1. Động lực thay đổi đến từ đâu? Có hai động lực lớn lao tác động tới tất cả các hành vi của con người, đó là niềm vui và nỗi đau. Tức là khi đủ sung sướng hoặc đủ đau khổ, con người ta sẽ hành động. Động lực sướng khổ càng lớn, chúng ta càng quyết liệt hành động. Để có động lực thay đổi bản thân, bạn hãy đặt cho mình những câu hỏi chủ chốt như sau. Tại sao tôi đã không hành động? Trong quá khứ, tôi đã cam kết việc thực hiện hành động này với nỗi đau nào? Tôi phải trả giá thế nào nếu không thay đổi hành động này? Niềm vui có được khi thực hiện những thay đổi ngay lúc này. 2. 6 bước tạo dựng con đường cao tốc giúp bạn thay đổi. Bước 1. Xác định điều bạn thực sự mong muốn và những điều đang cản trở bạn. Bước 2. Liên kết thay đổi với niềm vui tột độ, nỗi đau tột cùng. Bước 3. Phá vỡ mô thức cũ. Bước 4. Tạo ra giải pháp thay thế mới thúc đẩy bản thân. Bước 5. Lặp đi lặp lại mô thức mới để khắc ghi sâu hơn. Bước 6. Kiểm tra tính hiệu quả của sự thay đổi. 3. 7 ngày định hướng cuộc đời. Ngày 1. Viết ra những cảm xúc bạn đã trải qua trong một tuần để kiểm soát trạng thái cảm xúc và chủ động định hình lại những trải nghiệm sống hàng ngày. Ngày 2. Tập thể dục để lập trình cho sự trao đổi chất, tạo ra năng lượng và tập luyện cơ bắp đạt được sự dẻo dai như ý muốn. Ngày 3. Nâng cao chất lượng các mối quan hệ, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tình cảm với những người mà ta quan tâm. Ngày 4. Làm chủ vận mệnh tài chính trong tương lai thông qua 5 yếu tố cơ bản để gây dựng của cải. Ngày 5. Thường xuyên sống với những giá trị bạn đã cam kết. Ngày 6. Học cách sử dụng và điều khiển thời gian, thay vì để thời gian điều khiển bạn. Ngày 7. Nghỉ ngơi để đạt được sự cân bằng, hãy ngẫu hứng làm điều gì đó khác biệt so với mọi ngày. Trích dẫn trong cuốn Đánh thức con người phi thường trong bạn. Bí quyết thành công là biết cách sử dụng niềm vui hay nỗi đau thay vì để niềm vui hay nỗi đau sử dụng mình. Nếu bạn làm như thế, bạn sẽ làm chủ cuộc đời bạn. Không làm thế, bạn sẽ để cuộc đời làm chủ bạn. Một lý do khiến ít người chúng ta đạt được điều chúng ta mong muốn, đó là vì chúng ta không bao giờ định hướng sự tập trung của chúng ta. Chúng ta không bao giờ tập trung năng lượng của mình. Tôi tin rằng một trong những bài học quan trọng của cuộc đời là hiểu được động cơ nào thôi thúc chúng ta trong hành động của mình. Điều gì hình thành nhân cách của một người? Trả lời câu hỏi này sẽ cống hiến chúng ta những chìa khóa cơ bản để hình thành vận mệnh riêng của mỗi người. Thật kỳ là chúng ta thường sử dụng trí thông minh của mình để đi vào những tâm trạng cảm xúc vô ích, đang khi quên đi biết bao nhiêu năng khiếu bẩm sinh mà ai trong chúng ta đều có sẵn. Quá nhiều người trong chúng ta không kiểm soát được, trong khi quên mất việc chăm lo cho những cảm xúc của mình là những yếu tố mà mọi người đều có thể làm chủ. Nhận xét về cuốn Đánh thức con người phi thường trong bạn. Đánh thức con người phi thường trong bạn cung cấp tư duy và bộ công cụ giúp bạn thay đổi bản thân từ trong ra ngoài. Những luận điểm trong sách đều được viết khá dễ hiểu và dễ tiếp thu cho mọi lứa tuổi nên không kén người đọc. Sách Đánh thức con người phi thường trong bạn sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được kha khá thời gian đi tìm hiểu vấn đề, đúc rút các bài học. Tuy vậy, những điều được chia sẻ trong sách là không mới. Sách sẽ phù hợp nhất với các bạn trẻ, những người đang trong giai đoạn hình thành thói quen phù hợp với bản thân. Lời kết, không phải ngẫu nhiên mà cuốn Đánh thức con người phi thường trong bạn của Anthony Robbins lọt top bestseller và trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Mỗi người sẽ thu lượm được một bài học cho riêng mình thông qua cuốn sách này. Hãy cho Revisat biết bạn đã thu được gì bổ ích từ cuốn sách này nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video nữa nha.